Bạn đang kẹt ở đánh sắt. Bạn chơi Valorant rất nhiều nhưng không cải thiện được kỹ năng bắn súng của mình. Bạn không biết mình đã mắc những sai lầm gì hay những thói quen xấu nào trong khi chơi. Góc nhìn Gosu số tuần này sẽ cùng các bạn đưa ra một số trường hợp mà người chơi hay mắc phải và cách gỡ rối để giúp bạn rank up tốt nhất có thể nhé. Hãy cùng nhau xem bạn có mắc những lỗi như vậy không? Get go! Nhiều player cho đến tận bây giờ chưa có một setting DPI hay là sen chuột cụ thể cho riêng mình. Có thể ngày hôm nay chơi tốc chuột này, ngày mai lại chơi tốc chuột khác. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều tới cách bạn aiming cũng như thói quen tay của bạn cho những trận đấu về sau. Ở đây, góc nhìn Gosu sẽ không đưa ra ví dụ hay một tốc chuột cụ thể nào cho các bạn tham khảo, hay đưa ra những sen chuột của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì một số người chơi hay copy lại tốc độ chuột của những tuyển thủ hoặc những pro player và nghĩ rằng pro player người ta chơi như vậy, mình chỉ việc setting đúng như thế thì sẽ pro theo thôi. Hên xui thì bạn có thể làm quen được, nhưng suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Aiming ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, cách di chuyển, thao tác tay, có người di chuyển mỗi cổ tay và có người di chuyển cả cánh tay, vị trí đặt chuột, thậm chí là ảnh hưởng bởi độ dài của tay nữa, vân vân. Vậy nên, hãy cố gắng tìm ra cho mình một tốc độ chuột phù hợp với bản thân nhất càng sớm càng tốt để bạn sử dụng chính tốc độ đó từ bây giờ và cho đến khi rank up, tay và não bộ của bạn sẽ tự hình thành thói quen thao tác, di chuyển, kiểm soát đường đạn hơn. Bạn có thể tìm tới phòng luyện tập trong Valorant hay em lab để xem và điều chỉnh sao cho phù hợp. Một tip nhỏ đó chính là nếu bạn còn đang tìm và chưa biết được tốc độ nào phù hợp với mình, hãy thay đổi setting sau 2 hoặc 3 trận để so sánh hoặc cảm nhận xem trận nào bạn bắn tốt nhất, headshot nhiều nhất, hạ cục nhiều hơn và cố định setting đó để luyện tập luôn và dùng về sau này. Có thể mới lúc đầu mọi người còn bỡ ngỡ và hơi lười với việc tìm ra tốc độ chuột phù hợp, nhưng về lâu về dài, cách bắn của bạn sẽ cải thiện rõ rệt và rank up một cách dễ dàng. Có thể nhiều người không đồng tình hoặc cảm thấy điều này là sai, nhưng việc ngồi bắn quá nhiều có thể là lý do cực lớn mà bạn không thể lên rank. Chúng ta đều biết rằng ngồi bắn sẽ giúp cho đường đạn ổn định hơn khi spray, hay từ lúc mới làm quen Valorant, chúng ta đã thấy những lần ngồi bắn tự dưng đạn lại trúng đầu đối thủ. Điều này vô tình làm nên thói quen của những người mới chơi Valorant, nhưng nếu các bạn để ý, càng lên rank cao, người ta thường rất ít khi ngồi bắn. Thứ nhất, đó chính là ở những tầm rank thấp, những người chơi vẫn hay để tầm thấp ngang tầm body hay tệ hơn là tầm quét sàn, nên việc bạn tự dưng ngồi xuống không khác gì đưa đầu vào đúng tầm của đối thủ cả. Thứ hai, việc bạn ngồi bắn vô tình khiến cho bạn cố định người tại vị trí đó. Nếu bạn sấy chớ và không để kết liễu đối thủ luôn, thì đối thủ có thể bình tĩnh hơn mà bắn vào đầu của bạn trước. Thứ ba, trường hợp này xảy ra vô cùng nhiều luôn, chính là tại một số địa hình như khi bạn đang ở trên Heaven, Hookah hoặc Window, thói quen ngồi xuống sẽ vừa làm mất tầm nhìn của bản thân và tự đưa mình vào thế chấn bế đu khi bạn sẽ bắn vào các vách tường, có khi lộ đúng cái đầu để bị headshot. Tất nhiên, ngồi bắn thì không có gì sai cả, nhưng ngồi bắn như thế nào cho đúng? Cơ số người chơi đang bị mắc phải việc mất bình tĩnh khi ngồi bắn kết hợp với spray hoặc ngồi trước rồi mới bắn. Vì Vandal hay Phantom có xu hướng giật lên trên, hãy tập ghim tâm theo độ giật của súng trước. Nếu cảm thấy đường đạn quá giật, hãy ngồi sau khi sấy được khoảng tầm một vài viên để giảm bớt độ giật cũng như kéo được cùng lúc đường đạn xuống dưới. Ở đây chúng mình sẽ không có xúi bạn tháo hẳn nút control ra đâu, nhưng cách tốt nhất đó là tập đứng bắn và di chuyển sang hai bên trái phải và tập one tap hoặc là bớt sấy 3 viên một để có thể kết liễu đối thủ nhanh nhất, ít bị vào trường hợp sấy chớ. Ok, phải công nhận đường đạn trong Valorant đôi khi có hơi ảo, nhưng di chuyển trái phải chứ không phải là run and gun nhé. Nếu bạn sử dụng Sheriff, thợ săn đầu người của Chamber, Guardian hay thậm chí là Vandal, đó là những khẩu súng one tap headshot. Nếu bạn bắn liên tục hoặc sấy với những khẩu này, bạn sẽ bị rơi vào tình trạng đạn lạc, không theo ý muốn hoặc không thể nhắm trúng đầu. Tệ hơn, đó là bạn có thể bị hạ gục trước khi bạn kiên liễu được đối thủ. Với những kiểu súng cần one tap, điều đầu tiên, hãy thật bình tĩnh để kiểm soát đường đạn của mình. Đừng hoảng loạn mà vừa chạy vừa bắn, hãy dành thời gian để đưa tâm ngắm của bạn vào vị trí đầu của đối phương. Đối với Vandal, vẫn những bước đó, hãy bắn từng viên một hoặc táp 3 phát một hay còn gọi là burst. Nếu các bạn làm được điều này, khả năng aiming của bạn cũng sẽ cải thiện rõ rệt, giữ được tâm ngắm ổn định và tăng khả năng headshot nhiều hơn. Bắn FPS thì các bạn lúc nào phải tâm các bạn phải đặt chuẩn vào đầu địch đã. Còn nếu mà những trường hợp khó mà địch nó ra khỏi phạm vi các bạn bắt đầu mới vẩy. Khi trình độ của hai player ngang nhau, đúng không? Thì các bạn đặt tâm tốt hơn, các bạn sẽ là người giành chiến thắng. Đấy, thế nên cái vấn đề đặt tâm rất là quan trọng. Dẫn đến một điều tiếp theo, đó là cách để tâm. Nâng cái tâm lên. Điều quan trọng phải nói 7749 lần. Điều bạn có thể biết phải đặt tâm cao lúc kê hoặc đang nhắm bắn đối thủ, nhưng đến lúc di chuyển thì lại hạ tâm xuống đất. Có thể các bạn không để ý, đôi lúc Valorant cũng ngầm chỉ cho bạn cách để tâm sao cho chuẩn. Ví dụ như tại một số map, vị trí đầu của kẻ địch có thể ngang với những đường kẻ, nên việc để tâm ngang theo những đoạn đó cũng là một cách hay để quen với việc đặt tâm cao lên. Một cách nữa cũng rất hay được chia sẻ bởi Bomen, đó là một trong số trường hợp di chuyển, hãy áp lưng vào tường.
Việc đặt tâm khi kê tại những nơi có địa hình, ví dụ nếu bạn đang nghe có tiếng chân, tức là xác suất cao kẻ địch sẽ chạy ra bắn, bạn có thể kê một góc rộng hơn. Hoặc nếu như kẻ địch chưa lộ tiếng, có thể chúng đang walk, bạn có thể kê tâm vào sát tường hơn để lấy lợi thế bắn trước. Ngoài ra, tại những góc kê để pick hay ngắm bắn ốp, không nên để tâm quá sát tường vì kẻ địch có thể dạt ra tầm xa, cũng không nên để tâm quá xa tường vì kẻ địch có thể chỉ pick một chút xíu mà thôi. Hãy để một khoảng cách vừa phải để bạn có thể flick kịp thời cả hai tình huống nhé. Warm up và tập aiming trước mỗi trận đấu. Một số người thường coi việc này không quan trọng lắm vì nghĩ rằng trình độ bắn sẽ giống nhau tất cả các trận. Nhưng không phải như vậy, có thể ngày hôm nay bạn bắn tốt hơn ngày hôm qua nhưng lại kém hơn tuần trước. Việc warm up trước trong phòng tập sẽ giúp não bộ và tay bạn có thể dễ dàng tìm cho mình cảm giác cách êm phù hợp nhất trước mỗi trận đấu rank chính thức. Deathmatch cũng là một chế độ thường được sử dụng để luyện ngắm và khởi động. Trong chế độ này, tất cả người chơi có thể hạ phục lẫn nhau mà không cần sử dụng kỹ năng hoặc là khả năng trên một bản đồ được chọn ngẫu nhiên, giúp bạn tập trung vào kỹ năng aiming với nhiều loại súng khác nhau. Cái hay nhất chính là người chơi được spawn tại những ngóc ngách khác nhau, giúp bạn luyện thêm việc check đối thủ ở những vị trí bất ngờ. Và trên đây là những tip và trick chúng mình tìm hiểu, sưu tầm cũng như xen kẽ những ý kiến riêng cá nhân nhằm giúp các bạn cải thiện được kỹ năng aiming và rank up. Các bạn còn biết những tip gì nữa không nhỉ? Cùng bình luận để chia sẻ phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất về những tựa game hot nhất hiện nay. Còn bây giờ thì mình là Hùng. Hẹn gặp lại các bạn trong góc nhìn vô su số tiếp theo nhé. Bye bye!